Xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Nguyễn Thị Kim Lụa, học sinh lớp 88, trường Trung học cơ sở An Châu, Châu Thành, An Giang. Thật may mắn khi em được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất An Giang. An Giang có số dân đông nhất đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 6 cả nước với dân số khoảng 1,9 triệu người năm 2020. Người dân An Giang sống chan hòa tình cảm với nhau. Và hôm nay em muốn giới thiệu với tất cả mọi người một quyển sách mà em tâm đắc nhất, là quyển sách Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi trưởng thành. Tập 2 của nhà xuất bản Văn học Việt Nam. Quyển sách có tổng số trang là 187, không tính bìa, gồm 38 nội dung. Mỗi nội dung đều muốn truyền tải đến người đọc những thông điệp khác nhau. Quyển sách có khuôn khổ là 13 x 20,5 cm. Trong khoảng thời gian cấp sách đến trường thì em có cơ hội được tham gia tìm hiểu về chuyện về sách. Và để chọn một quyển sách có tính lan tỏa nguồn tri thức nhân văn thì có rất nhiều. Nhưng đến ngày hôm nay, một quyển sách mà em nghĩ đánh giá cao là quyển sách Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi trưởng thành. Theo em nghĩ, trưởng thành không có nghĩa là những người từ tuổi vị thành niên, nhưng từ 10 tuổi trở lên thì vẫn đọc được. Sách còn muốn nói cho người đọc hiểu rằng khi sống trong một cộng đồng xã hội phát triển và văn minh thì chúng ta phải sống một cách chân thành, cảm ơn và xin lỗi. Vậy nên tôi muốn chia sẻ cho các bạn câu chuyện mở đầu của quyển sách dành cho lứa tuổi trưởng thành là câu chuyện Lời nói dối của mẹ, trang 7. Thuở nhỏ, nhà cậu bé rất nghèo, cơm không đủ ăn. Đến bữa, mẹ cậu thường xẻ cơm từ bát của mình cho các con ăn. Mẹ nói, các con ăn đi, mẹ không đói. Đó là lời nói dối thứ nhất của mẹ. Khi cậu bé lớn hơn một chút, người mẹ tần tảo của cậu thường tranh thủ vào ngày chủ nhật ra bờ sông kiếm một vài con cá về cải thiện bữa ăn cho các con. Cá rất ngon, canh cá cũng rất thơm. Lúc các con ăn, mẹ ngồi cạnh tỉ mẩm gặm chút thịt cá ít ỏi dính ở đầu, ở xương cá. Cậu bé thương mẹ liền gắp cá ở bát của mình mời mẹ ăn. Nhưng mẹ cậu không ăn mà dùng đũa gắp trả vào bát cho cậu. Mẹ nói, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá đâu. Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ. Rồi cậu bé lên cấp 2 để có được tiền nộp học phí cho cậu và mấy anh chị em. Mẹ cậu vừa phải làm may, vừa phải nhận thêm học viên ngồi bán vào cuối tối để mong kiếm thêm chút tiền chi tiêu trong gia đình. Một ngày mùa đông, cậu bé thức giấc lúc nửa đêm, thấy mẹ vẫn đang cặm cụi ngồi dán hộp diêm dưới ngọn đèn dầu. Cậu bé nói, mẹ ơi, mẹ ngủ đi, sáng sớm mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ mỉm cười, con cứ ngủ đi, mẹ không mệt đâu. Đó là lời nói dối thứ ba. Năm cậu bé thi lên cấp 3, mẹ xin nghỉ phép. Buổi thi nào mẹ cũng đứng trước cửa trường thi để động viên tinh thần cho con trai. Đang giữa mùa hè nắng như đổ lửa, vậy mà mẹ vẫn kiên trì đứng đợi đứa con của mình. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi vang lên, mẹ chạy tới đó và đặt vào tay con trai cốc trà đặc. Hương trà nồng đượm sâu đậm như chính tình yêu mà mẹ dành cho con. Nhìn đôi môi khô nứt và những giọt mồ hôi của mẹ, con trai đưa cốc trà mời mẹ. Mẹ nói, con uống đi, mẹ không khát. Đó là lời nói dối thứ tư. Sau khi bố bệnh nặng qua đời, mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ. Dựa vào đồng lương ít ỏi của mình ở xưởng may, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng mấy đứa con, cho chúng ăn học nên người. Cuộc sống vô cùng vất vả. Chú Lý sửa đồng hồ ở đầu ngõ biết được hoàn cảnh, vẫn thường ghé vào giúp đỡ từ việc lớn đến việc nhỏ, nào bê tha, nào gánh nước. Chú
tiền đưa gạo giúp mấy mẹ con. Chú ấy tốt vậy, ái nở vô tình. Con người chứ đâu phải cái cây, ngọn cỏ. Bà con hàng xóm xung quanh đều khuyên mẹ nên đi tìm bước nữa, nhưng mẹ vẫn một mực không đồng ý. Bao năm nay mẹ cứ ở vậy lo cho các con, ai nói thế nào mẹ cũng không nghe. Mẹ bảo mẹ không yêu, đó là lời nói dối thứ năm. Câu chuyện được hiểu theo nghĩa đen rằng người mẹ là một người phụ nữ vĩ đại, nhưng lại yêu thương con mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, làm tất cả để con có tất cả. Chúng ta có thể hiểu theo cách khác rằng trong khoảng thời gian chúng ta đi học sẽ có những gia đình khó khăn. Vì muốn con ăn học thành tài thì người cha, người mẹ phải làm mưu sinh, lại là người chịu nhiều cực khổ, vất vả nhất. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, thường những lời nói dối có thể ném đá con người xuống vực sâu đau khổ. Nhưng đôi khi những lời nói dối thiện ý lại là nguồn sống dồi dào cho những đóa hoa đẹp nhất thế gian này. Vậy nên, nếu muốn biết thêm phần tiếp theo của câu chuyện thì hãy đến tìm sách dành cho lứa tuổi trưởng thành này nhé. Và các bạn ơi, sách cũng muốn nói rằng hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn nhé, đặc biệt là mẹ, vì chúng ta cũng chẳng hiểu được mẹ đã cao quý và vĩ đại như thế nào. Tôi đã từng đọc một bài thơ, trong lời mẹ hát của Trương Nam Hương có một đoạn thơ rất hay như sau: lưng mẹ cứ cầm dần xuống, cho con ngày một thêm cao. Quả thật, mẹ có thể cưng cả thế giới, vì con, vì gia đình. Quyển sách dành cho lứa tuổi trưởng thành vẫn còn nhiều câu chuyện, thông điệp muốn kể cho bạn nghe. Tôi nghĩ rằng trái tim của mỗi chúng ta sẽ đỏ rực hơn nếu như bạn sống một cách chân thành. Và sách sẽ là nơi chữa lành, là người bạn luôn ủi an, luôn nhắc nhở bạn trong những lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Sẽ là nơi nung nấu bạn trở thành người có ích cho xã hội. Dù bạn đã thành tài, nhưng trước tiên bạn phải là người thành nhân. Thư viện trường Trung học Cơ sở An Châu có nhiều sách hay và ý nghĩa. Trường của chúng ta có bàn ghế ngồi cho học sinh, có máy lạnh thoáng mát và yên tĩnh. Vậy nên thư viện của trường rất tiện lợi. Các bạn yêu sách và đang tìm hiểu về sách, hãy luôn trau dồi và tìm đến sách để có thể biết sách là chìa khóa mở ra cánh cửa nguồn tri thức. Em đây giám khảo với thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe phần giới thiệu sách của em. Mong rằng các bạn sẽ thích và tìm tới quyển sách dành cho lứa tuổi trưởng thành này. Và kỳ vọng rằng quý thầy cô và các bạn sẽ thích và tìm đến để đọc, để hiểu rằng sách cũng có linh hồn như người bạn. Em xin cảm ơn.